Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu Và showroom ngoài Miền Bắc của Trường Thành Ngao Yêu đã hoạt động được một thời gian rồi Nhưng mà do quý vị và các bạn đã tin tưởng là và yêu thích rất nhiều Trên đơn hàng rất là nhiều Trên này đến hôm nay thì Quang Tùng mới giới thiệu được cho quý vị và các bạn Showroom ngoài Miền Bắc của Trường Thành Ngao yêu. Và hiện tại thì showroom của Trường Thành Ngao Yêu đang có ở địa chỉ là số 8 Khu tái định cư TT5B, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nha quý vị và các bạn và đối với quý vị và các bạn nào đang ở tỉnh xa nha, chúng ta chỉ cần gõ trên Google Maps này, search Trường Thành AU và chúng ta click ở phần tìm kiếm sẽ ra đúng được cái địa chỉ mà Trường Thành audio và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng vào và khám phá cái không gian showroom mà trưng bày tất cả những cái nhiều thương hiệu nổi tiếng của Trường Thành audio Ví dụ bên trái của quý vị và các bạn thì sẽ có những cặp loa đến từ thương hiệu Paramax này và những thương hiệu Pop Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục à, di chuyển à, sang phía bên tay phải của chúng ta nha Bên này sẽ là khu vực à, trường thành LVO để những à, dòng micro à, Như là của thương hiệu à, nổi tiếng như là Vatasa này Hoặc là JBL Và ở bên dưới chúng ta sẽ có những cái mẫu vang số cao cấp và hiện đại à, Rất nhiều quý vị và các bạn đang sử dụng bây giờ Chúng ta sẽ có những cái dòng à, vang số của DT này, thương hiệu của Đức này Vatasa và đi kèm với đó cũng sẽ có thêm nhiều thương hiệu như là JBL này hoặc là Lex và ở phía bên dưới cuối cùng của chúng ta nha chúng ta sẽ có được tiếp tục là những cái dòng sắt mà được rất nhiều quý vị và các bạn tin tưởng như là chúng ta sẽ có những cái thương hiệu như là DT này, CAVS và PESO hoặc là những thương hiệu như là Pop, à, HTS12 hoặc là JBL và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá cái không gian ở giữa trung tâm à, showroom của trường thành à, AUO à, ngoài miền Bắc nha và giữa chúng ta sẽ là có một khoảng trống và bên đây bên đây quý vị có thể nhìn thấy đây một TV rất lớn để chúng ta cùng cảm nhận và test âm thanh ở khu vực trung tâm à, của showroom à, Hà Nội và bên cạnh đó chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm được bày ở đây nha quý vị và các bạn và bên trên thì chúng ta sẽ có thương hiệu như là DT của Đức này và ở dưới sẽ là à, những cặp loa làm của thương hiệu JBL và ở giữa trung tâm chúng ta sẽ là khu vực để những cái thiết bị đi kèm theo như là cục đẩy, vang số, micro. Và xin mời quý vị và các bạn nha, chúng ta sẽ đi tiến sâu vào trong hơn. Là đi kèm với đó thì có rất nhiều những cặp loa để quý vị và các bạn có thể à, trải nghiệm thực tế được à, ở cửa hàng sử dụng miền Bắc của trường Thành Audio. Chúng ta có thể nhìn thấy này rất nhiều những cặp loa, rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng như là JBL, à DT của Đức hay là Paramax hay là thương hiệu CAVS. Đó và giữa trung tâm của trường thành AU thì sẽ là một à, mặt phẳng với logo trường thành AU, nha quý vị và các bạn và đi kèm với đó là bên tay trái của Quang Tùng đấy thôi thì cũng là để trưng bày những cặp loa đó và đối với quý vị và các bạn nào kinh doanh thì chúng ta sẽ có thêm là được trưng bày thêm những cái mẫu loa sắt được sử dụng là sắp kép bát 50 và bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm là những cục đẩy này rất nhiều những thương hiệu để cho quý vị và các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng su ngoài miền bắc và trường thành ngao Vio, có thể trải nghiệm được nhiều hơn về những cái thương hiệu nổi tiếng mà trường thành ngao Vio đang cung cấp cho quý vị và các bạn và với tất cả những cái sản phẩm thương hiệu mà trường thành ngao Vio cung cấp thì đều là thương hiệu và nổi tiếng này chính hãng nhà quý vị và các bạn và đặc biệt hơn nha với những chương trình nhà đón Tết nguyên đán thì Trường Thành Ngao Yêu có rất nhiều những cái chương trình khuyến mại cho quý vị và các bạn khi mà quý vị và các bạn à, mua những sản phẩm hoặc chúng ta đang muốn đầu tư cho gia đình mình những combo à, thì quý vị và các bạn đừng ngại hãy gọi điện thoại ngay cho đội ngũ kỹ thuật của Trường Thành Ngao Yêu để đội ngũ kỹ thuật có thể đưa ra cho quý vị và các bạn những giải pháp này hoặc tư vấn cho quý vị và các bạn để chúng ta thể khai thác được sâu hơn những cái về sản phẩm và tối ưu hóa về không gian của gia đình nhà mình. Hotline của Trường Thành Audio là 0586798588 và 081736555. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Trường Thành Audio trong suốt những thời gian vừa qua. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.